Chào các bác, tiếp tục là một con máy rửa bát Nationa National ngon bổ rẻ 50SX3, giá bán 1,5 triệu thôi ạ. Thì em cũng nói luôn là trong clip là thì nhờ, khi mà nhiều bác alo gọi điện hỏi ấy, thì thực sự là những cái dòng máy cỏ này, dòng máy rẻ này thì nhiều bác cứ hỏi là nó có đẹp không. Thì em bảo là xem luôn, các bác nhìn trên clip ấy thì các bác không rõ, nhưng mà thì nói với các bác là clip quay thì nó cũng khá là rõ rồi. Máy dòng này thì thật sự là các bác đừng có hy vọng về nó đẹp. Nó đã rẻ rồi thì nó chỉ ở mức hình thức, ở mức em nói là trung bình thôi nhé. Mình chấp nhận được, không tệ quá mà cũng không đẹp, ở mức trung bình thôi. Đấy, mình mua dòng này chủ yếu là mình lấy về công năng rửa, đúng không ạ? Còn bác nào muốn mua trang trí đẹp cho nhà thì các bác phải mua những cái dòng đời mới. Đấy, mẫu mã nó thiết kế đẹp. Còn dòng này thì dùng bán cho các bác nào chủ yếu là mình dùng công năng để rửa thôi. Đấy, thì cho nó quan điểm cho nó dễ để các bác mua cho dễ. Thế còn cứ hỏi em đẹp hay không, thật sự rất khó trả lời, đúng không ạ? Đẹp thì mỗi người một quan điểm mà. Nó đẹp so với tầm tiền thôi. Đấy, so với tầm tiền thì nó là ok, đúng không ạ? So với 1,5 triệu, công năng rửa bát ngon lành, rửa xong sấy khô diệt khuẩn hàng Nhật nội địa, siêu bền bỉ, thì 1,5 triệu thì đối với em nó là đẹp rồi. À, còn bây giờ bạn là đẹp về hình thức long lanh thì nói thật các bác là không có nhé. Đây là hai số điện thoại giao dịch bên em này. Đấy. Những cái máy này bên em bán bình thường, các shop khác họ bán rẻ này họ chả bảo hành cái gì đâu, bên em bán rẻ này nhưng vẫn bảo hành các bác 1 năm, thế cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Đây, toàn bộ inox hết. Nhiều bác hỏi là móp méo không thì con nào mà nó chả có móp, các bác móp thì về bạn em lắn lại thôi, vết ít vết nhiều thôi. Đây, toàn bộ này inox hết này các bác này, 50SX3 nhé, hàng bãi mà lại còn rẻ, là mức tương đối đấy. Mình nói chung là mua những cái dòng này, bác nào mà tính gọi là phiên phiến tương đối thì được, còn bác nào mà kỹ tính muốn máy đẹp thì khuyên các bác là nên chuyển sang các cái dòng này em rất là nhiều, nhưng mà nó không có giá hơn 1 triệu đâu ạ. Đấy. Đấy, các bác mà muốn mua vừa dùng vừa trang trí đẹp thì các bác phải lấy sang các dòng đời mới, đúng không ạ? Đây, như con này thì 1,6 triệu này. Đấy. Thì nhiều bác hỏi là đẹp không thì nó thật sự là khó trả lời. Tính năng thì tất cả cũng đều rửa với nước nóng 80 độ C, rửa xong sấy khô, có chế độ chỉ sấy. Yeah, tất cả tính năng giống nhau. Đây, bên trong bọn này ruột các bạn, tất cả đều inox hết nhé. Giá này nó inox. Răng chỉ các bạn thấy 30 năm nó vẫn cứ mềm như bún. Đấy. Đấy, tất cả inox siêu bền bỉ luôn. Thế mình xác định là rẻ thì chủ yếu là mình mua công năng kiểu như muốn mua một cái xe máy ít tiền để chủ yếu phương tiện đi lại thôi. Chứ còn nó cũng có hỏng hóc gì đâu ạ. Nhưng mà theo thời gian thì nó không được đẹp, nhưng vẫn đi phơi phới phé phé. Các bác nào chốt alo em nhé, có 1,5 triệu tội gì mình không dùng trải nghiệm à. Đảm bảo các cực bền, bền không kém gì những cái máy đời mới luôn nhé. Nó rẻ không phải là vì nó kém, không phải vì là nó ít tính năng, mà là vì nó là đời sâu. Nó ra trước thì bây giờ ra nhiều mẫu mới này thì nó rẻ đi thôi. Đấy, các bác hiểu tư duy là như vậy, chứ không phải là nhiều bác ôi rẻ này nó nhanh hỏng lắm, không phải thế đâu ạ. Không phải các bác nhé. Riêng đối với hàng bãi này, bên Nhật họ cũng chỉ dùng 1-2 năm, sau đó họ vứt bãi đến bây giờ. Chứ không phải họ dùng từ ngày đến bây giờ đâu, chả có người Nhật nào mà dùng một con Nationa này từ đấy đến tận bây giờ đâu. Nước họ phát triển họ dùng làm gì ạ? Trên mình tư duy mình hiểu là như vậy. Họ dùng những con đầy các bác này, con TA4 này. Đời 2021 họ đã bỏ rồi này. Đấy. Đấy. Các bác trên là không phải là như người Việt mình họ dùng từ bao giờ hỏng rồi còn sửa chán chê mới bỏ đâu. Bên Nhật họ không vậy, họ thích là họ bỏ thế thôi. Và 1,5 triệu các bác nha, phí vận chuyển 150.000, Việt Nam mua riêng 500. Nếu nói thật với các bác, hơn 1 triệu các bác ăn nhậu bữa hết thì mình sắm thử một chiếc, mình trải nghiệm công nghệ tiên tiến của thế giới về bắt đũa, các bác ăn xong các bác xếp vào phát rửa, bấm nút sướng, rửa xong sấy khô an toàn sạch sẽ, tội gì ạ? Mua máy rửa bát thực sự ra các bác bây giờ có thiếu tiền đâu, chủ yếu là các bác tư duy các bác thì vẫn cứ nghĩ là cho con cái nó rửa sợ nó lười này nọ rồi là không cần thiết rồi rửa ngắn thì xong ấy. Chứ còn nói thật sự các bác bây giờ máy rửa bát nó quá rẻ đối với hàng bãi này thôi. Em hơi dài sòng, bác nào cảm thấy phù hợp thì các bác alo em nhé. Cảm ơn các bác.